Xin chào, tôi là Mr. Soy. Tôi sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm từ Pop Quạt Quài, xăm soi sao. Với bước khởi đầu thuận lợi, ba người ủng hộ trong tập 1. Tuy nhiên, Hương Giang đã gặp phải rất nhiều khó khăn trước sự ái ngại của nhiều người đi đường khi bắt gặp camera. Hãy cùng theo dõi xem Hương Giang có vượt qua được thử thách này không nhé. Vậy Hương Giang đã vượt qua được những thử thách đầu tiên, điều đó chứng tỏ là họ khá đẹp đôi trong mắt mọi người. Tuy nhiên, để xem biểu hiện tình cảm hai người ra sao, Mr. Soy sẽ yêu cầu Hương Giang thực hiện một món quà cho Chris, đó chính là thực hiện một clip cover theo phim rất nổi tiếng của Hàn Quốc Only You dưới sự giúp đỡ của Mr. Soy. Hãy cùng chờ xem Chris sẽ phản ứng ra sao khi nhận được clip này từ Hương Giang các bạn nhé. Quên đi đồ. Anh có thấy cái lồng màu xanh để ở đây không? Em không nhớ là mình để nó ở đâu hả? Ủa, em sao thế vậy? Có ai đó vừa đến đây à? Ờ đúng rồi. Có cái anh nào đó cao cao, đen đen, mớm mớm. Ok.
Yuhu! Thank you.
Một câu chuyện tình đẹp giữa Hương Giang Idol và Chris Lai đã được Peter Soi mang đến với những thử thách hài hước và thú vị. Còn bạn, bạn muốn biết gì về sao? Bạn muốn xăm soi sao nào? Hãy cùng chia sẻ với Mr. Soi ở phần comment bên dưới nhé.